Vâng. Tỷ số đang là 2-0 dành cho Gunny. Alo? Alo? Vâng, tỷ số đang là 2-0 dành cho Gunny. Và đây là trận đi đầu anh cầm hit. Liệu có phải là 3-0 dành cho Gunny không? Hai trận đấu trước là hai trận đấu mà Gunny quân cửa dưới. Vâng, Gunny Maxe và đối đầu với Kazarian của He. Trận sau thì vâng, trận sau đó là Kazarian đối đầu với Persian của He. Trận đấu này thì Hitty của Gunny đối đầu với cái khỉ khô gì của He đây. Chúng ta cùng chờ đợi. Một bầy hươu bảy con cũng như là một bãi quả. Không thể phủ nhận được rằng trong những trận đấu vừa qua, nhà của Gunny khá giàu. Nhưng quan trọng hơn là cái cách anh kết cấu nhà cửa nó quá chuẩn mực đi. Vâng, và khiến cho He không có một cửa bật nào. Bầy hươu còn có 7 con. Đôi vòi nữa. Vâng, quá lộc lá dành cho Gunny. Có lẽ rằng tỷ số sẽ là 3-0. Gunny đang thể hiện cái sự áp đảo tuyệt đối trước một game thủ trẻ của Skyred. Vâng, kinh nghiệm, thao tác tay lẫn cái đầu của Gunny đều là cửa trên so với đối phương. 4 vòi. Nhà vâng, nhà Gunny Gunny còn thể hiện một sự giàu có nữa. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều đang có cả rồi. Đẳng cấp cao hơn, chiến thuật nhãn quan kinh khủng hơn, thao tác tay hay hơn, bài đẹp hơn. Và đương nhiên Gunny không có lý do gì để thua trong trận thiếu này cả. Tôi tin chắc là như vậy. Không cần biết rằng He là người cầm quân gì. 21 trên 24. Ngày hôm nay vâng, ngày hôm nay thì Tiểu Bạch Long và Tôm là hai người không thể thi đấu trong giải. Không thể thi đấu ở trong giải này. Vâng, như vậy là Thái Bình chỉ còn đại diện hai người, đó là Tôm và Gunny mà thôi. Vâng, một con vò chết câu hơi lỗi. Nhưng mà nó cũng chẳng thành vấn đề gì nhiều. Nhà quá nhiều vòi. Gunny thì có lẽ là sẽ vào được vòng trong. Ngày hôm nay thì Skyred ra quân với đầy đủ các game thủ ở đội hình 1, bao gồm He, BB, Yugi và Meo Meo. Meo Meo, vâng, Yugi và Meo Meo đánh buổi chiều, BB cũng đánh buổi chiều. Còn mỗi He đánh buổi sáng thôi. Thì bây giờ thì anh cũng sắp xong lượt thi đấu của mình rồi. Đã vào được vòng 1-3-2 nhưng rất đáng tiếc cho He là em gặp Gunny. Vâng, hai hit chết một thằng nông dân. Tôi đang lăng xê Gunny quá mức và dường như đó là cái động lực khiến cho Gunny hơi cóng. Ăn luôn bãi quả thứ hai. Nhà quá nhiều đồ ăn. Gunny kích đời cũng là cực sớm. Nhưng chết một dần hơi đáng tiếc một chút. Không sao. Đóng chiếc S thứ hai. Làm gì? Hai nông dân đang được cắt cử lên phía trên. Đồ ăn là quá nhiều dành cho Gunny trong trận đấu này. Và chúng ta cùng chờ xem Gunny thích cơ cấu trận đấu này như thế nào. BB đóng ở đây. Vâng, tham lai Bli. Phonesian đối đầu với Hitty. Lại một lần nữa mà quân của He là cửa trên. Cho dù là Hitty nhưng khi đối đầu với Phonesian thì He thì Hitty vẫn phải cửa dưới thôi. 25 trên 28. Em vâng, Gunny đóng một cái A lên phía rất cao. Một trận đấu dâng A đến từ game thủ Gunny. Phonesian của game thủ He vẫn chưa lên đời. Đây là BM của game thủ Gunny. Vâng, tí đi xài. 25 nông dân kích đời ở 10 phút 51 giây. 25 nông dân hit. Đóng nhà A thứ hai. Xin con cung tê. Không bỏ cung tê. Nâng chặt gỗ trước. Xin cung tê sau. Hợp lý rồi. Tôi nghĩ rằng lực như khỏe như này thì sau khi chết cung tê nhất anh hoàn toàn thể xin cung tê thứ hai. Công cho nó phũ phàng. Luật của chúng ta là sau khi chết một đơn vị quân hoàn toàn thể xin ra đơn vị quân mới để đi dò đường. Vâng, nói là dò đường mang tính minh họa thôi chứ thực ra thì chúng ta vâng mang tính sát thương là chính. Giết đối phương.
Vâng, nhà này thì tôi nâng giáp luôn. Nâng giáp luôn. Tôi nghĩ nhà lực khỏe này nâng giáp luôn được. Chơi ba từ tư. 4A đóng đúng hình vuông. Vâng, bây giờ thì có cái nhà L thứ hai của He, nhưng He còn lâu mới có thể đóng được yên bình cái nhà L này. Khó cho He em trận đấu này. Cho dù thao tác của Gunny cũng không phải là quá chuẩn chỉ trong trận đấu này, nhưng những cái quyết định dâng A của anh đang phát huy được tối đa hiệu quả. He đang bị dồn vào phía chân tường. Còn nhà của Gunny đang cơ cấu thành một cái hộp tuyệt đẹp rồi. Đóng 1A ở nhà thủ không? Tôi nghĩ rằng nên đóng 1A ở nhà để thủ. Vâng, 7E. Khá hay. ...86% đã lên đời. Tân quân đầu tiên chuẩn bị được sóc. Vâng, đều như vắt chanh, thậm chí sóc 2 tân đều luôn. Nâng giáp luôn. Cực kỳ trâu bò. Khi mà nhận thấy rằng đối phương là... Nhận thấy rằng đối phương đánh chém, anh nâng giáp luôn. Khi mà nhà rất nhiều đồ ăn. Có lẽ là He cũng phải giật mình khi mà nhìn thấy nhà của Gunny trông nó hổ lốn như thế này. Voi là có hiêu là đầy ra đấy. Vâng, quả phụ ăn không hết. Một bãi quả của game thủ He. He chạy sân ngay. Nhưng cũng đã chết một 3 nông dân. Các bạn có thể thấy rằng cung R Hitty nó bắn nhanh như thế nào. Vâng, He bắt đầu chạy dần. Cung R cũng đã thấy. Vâng, như vậy là chơi hỗn mã. Rất khôn ngoan. Khi nhận thấy rằng Gunny dâng A, em đã không đánh lạc đà mà chuyển bài hỗn mã để chống lại cung R thuần tiễn của Hitty. Rất thông minh. Nhưng đây là cung R hit. Và với khả năng điều của Gunny thì tôi tin chắc rằng Gunny vẫn sẽ giành được chiến thắng thôi. Những con sọc đơn là chưa có công. Các bạn thấy là nó sọc rất yếu ớt. 500 gỗ đến từ game thủ Gunny. 2BS vẫn đang được game thủ Gunny thiết kế khai thác một cách miệt mài. Chính vì thế mà số lượng gỗ của Gunny nó rất dồi dào. Tuy nhiên số lượng thực là hơi thiếu khi mà anh bị công vào những thời điểm ban đầu. Gunny thi đấu rất tốt. Nhưng He cũng đang chơi không hề tồi. 30/48 là timeline của Gunny. Nhà của Gunny thì vẫn đang có những chấm xanh. Có lẽ là con ngựa giò của He vẫn còn đó. Ngựa giò của He vẫn chưa chết. Gunny có... Vâng, Gunny có sóc quân không? Hình như là Gunny anh không sóc quân thì phải. Bây giờ tiếp tục đi ăn hoang. 34/48. Xin thêm một thằng nông dân nữa. Liên tiếp liên tiếp bắn vào những bãi gỗ của game thủ He. Nhưng mà điểm số của He đang cao hơn. He đang chết khá nhiều dân rồi. Vâng, bây giờ tụ toàn bộ số cung vào. Lợi thế tôi nghĩ rằng vẫn đang nghiêng về Gunny. Vâng, lợi thế tôi nghĩ rằng vẫn đang nghiêng về Gunny. Chạy dần thôi. Vâng, Gunny anh đang làm gì đây? Tự nhường lợi thế cho mình ư? Vâng, vớ vẩn, tự nhiên lại đút 4 ngung R ở phía bên trong. Rất khó hiểu. 34/52. Bây giờ thì Gunny đang phải liều mình cứu chúa. Liều mình cứu ấu chúa. Mang toàn bộ số cung R vào để cứu 4 ngung R này. Xong rồi chết cả chùm. Đoàn kết là chết cả đoàn. Đúng là câu nói này của ông cha ta cấm có sai. Các bạn có thể thấy thì sai rồi. Tỷ số là 2-1 dành cho game thủ He. Em đã gỡ lại được một trận. Vâng, đoàn kết là chết cả đoàn. Đúng thật là như vậy rồi.